Tôi có cái chìa khóa bằng đồng mà sao nó lại có màu vàng khác với cái màu ở trong lõi dây điện bạn nhỉ? À, vì đây là đồng thau, một loại hợp kim của đồng bạn ạ. Chứ còn lõi dây điện nó đồng nguyên chất với màu hơi đỏ như này mà. À, thế chắc là vì đồng nó đắt nên người ta phải đội kim loại khác vào thành hợp kim cho nó rẻ đúng không? Đúng, lý do khác cơ. Chứ có nhiều loại hợp kim của đồng nhá, nó còn đắt hơn cả đồng nguyên chất các bạn ạ. Đây, để tôi giải thích cho. Thì đồng bản thân nó cũng đã là một kim loại yếu rồi, nó rất khó bị oxy hóa này, rồi lại dẫn điện dẫn nhiệt tốt nữa. Nhưng mà khó là chỉ khó hơn sắt thôi, chứ vẫn có thể bị rỉ được nhá. Đây, như các bạn nhìn, cái miếng đồng mình để lâu lâu nó sinh ra cái vết rỉ màu xanh như thế này, chính là những cái muối đồng hay là các cái tủa đồng hai hydroxit ấy. Và kết hợp thêm là đồng nguyên chất nó lại rất dẻo, cho nên khi mà tạo hình ấy nó sẽ rất dễ bị cong vênh hay móp méo. Chính vì như vậy mới sinh ra các hợp kim của đồng. Bảo sao đồng trong tiếng Anh là có nhiều cái gọi khác nhau bạn ạ. Ừ đúng rồi. Thế tôi đố bạn cái đồng thau này trong tiếng Anh nó gọi là gì? Đồng vàng vàng hình như là brass thì phải. Ô, hóa thì bạn gà vào tiếng Anh mới được phép nhở. Thế còn đồng nguyên chất? Copper. Ai chà, nét đấy. Được rồi, quay trở lại về hóa nhá. Thì cái đồng thau này nó là hợp kim của đồng và kim loại kẽm Zn đấy. Với hàm lượng kẽm khoảng từ 45-50%. Ưu điểm thứ nhất đó chính là nó rất cứng. Đấy, cái chìa khóa này mà làm bằng đồng nguyên chất thì vặn vài cái thì nó méo luôn, biến dạng luôn rồi. Và ưu điểm thứ hai, nó bền hơn nữa. Trong tiếng Anh còn một loại đồng là bronze, nó là loại nào hả bạn? À, đơn giản, thì đây chính là hợp kim của đồng với thiếc bạn ạ. Nhưng mà chưa hết đâu, theo tôi nha, cái loại hợp kim đồng đỉnh cao nhất đó chính là đồng bạc. Nó có cái màu trắng sáng y như inox hay là kim loại bạc luôn. Nó là hợp kim của đồng này, niken và kẽm. Tỷ lệ chỉ cần sai lệch đi một chút là không ra được đồng bạc đâu. Nó có quá nhiều những ưu điểm đỉnh cao, ví dụ như là khả năng chịu ăn mòn kể cả trong môi trường nước biển, nên nó thường được đúc thành những cái chân vịt cho tàu thủy hay tàu ngầm, hay là làm ra những cái dụng cụ y tế cao cấp đòi hỏi độ cứng và độ chính xác cao, hay thậm chí là đúc ra cả tiền xu nữa cơ.